À, bắt được rồi nhá, bao tiền? 1 triệu. Cái này góc này đi lấy góc 5 lít. Lít. Đi đây nốt đêm. Đẹp đấy nhỉ, sạch sẽ, kỹ cả. Vừa bán cái gì đấy? Đại ca, vừa bán cái gì đấy? 1 triệu thôi à? 1 triệu. Không, chưa chở à? Chưa chở đi à? Giả tiền thôi. Anh chưa chở gì? Chưa chở. À, mới đặt 1 lít thôi gì? Đồi gò này thì bao nhiêu? Đồi 1,2 triệu. 1,2, 1,2, 3,4. 5 cây. Cái hàng đã mất 3 lốp rồi. Hàng lọc mất 3 lốp rồi. Cái này ở đâu ra mà sao có mỗi cái này lọ này? Đấy, vừa bán đi ở đây. Chở chút 1 cây. Đây, cái này bác tí. Châu đây. À, năm nay năm châu ấy. Năm châu đây. Được. Để bàn trà. Trông già gãy sừng ấy. Canh tí Tân Sửu đấy. Ôi giời, con nghé. Hôm nay năm con nghé rồi. Hôm nay năm con nghé. Tân Sửu. Châu trở tay lọc thôi. Cái đấy là bao tiền nhỉ? Cái này là 1,2 triệu. Tân Sửu. Tân Sửu. Con nghé đây. Con nghé đấy. Con trâu là đầu cơ nghiệp đấy. Trâu chở vàng đấy. Lên cơm cháo thì không? Được cả xe, cả trâu, cả cây, cả vàng đấy. Tất. Cả một công trình nghệ thuật. Hay là mua. Con này là gãy sừng. Già từ thời Vua Lê Ông là trâu chiến. Trâu chiến. Trâu chiến. Trâu chiến. Quánh trận ở Đồ Sơn. Di Lặc có, nhưng mà có vàng rồi, yên tâm. Đấy là bao nhiêu nhỉ? 1 triệu. Đây, vừa nãy báo 5 lít rồi thì biết rồi. Đẹp đây. Đẹp. Sạch tay. Nào, nghệ nhân, đọc số nghệ nhân đi nào. 0906. 0906. 123. 123. 882. 882. Thân Lan Khánh. Thân công báo. Thân công báo. Nhưng mà hôm nay không thấy mùi hồng chiêm. Tuần này bỏ. Quyết tâm đấy. Bỏ tuần thôi. Bỏ tuần thôi. Đùa được một tuần rồi đấy. Không dọn nào. Nhưng mà được một tuần rồi là xong rồi, là được rồi, giờ lại trở lại. Quay đầu rồi. Được. Bản lĩnh. Ôi trời, sao đây nào. Nổi cưới đẹp quá. Hoa Tết. Thế nhiều hoa thế nhỉ? Thế ông đá. Cái này là cái gì? Cái chùa. Đẹp nhỉ? Cái này bao tiền đấy? Ba tiền à? Mua về ngồi chơi, không bán. Cái gì thế? Đẹp thì đấy. Chùa mà có hoa này hơi bị khó. Ông đá không bán nhỉ? Ngồi đá đống thủy. Được giá hả bạn? cái dưới này của bên mình đúng không? Ba tiền cái này. 5 triệu. Được nhỉ? Chân dài đến tận nách luôn. Quấn ác nhỉ. Đây này. Đây này. Phải một thân đấy chứ, không phải hai thân đâu. Một thân đây này. Tại đây là nó là cái dễ làm thân này. Dễ làm thân. Dưới được chỉ cần một khẩu dễ là nó sống là nảy mầm. Riêng cái dòng này như vậy, nó nảy mầm được cả dễ. Còn cây này là bao nhiêu ạ? 3 triệu. Đẹp nhỉ? Đẹp.
si si. Cái này 600. 600.000. Đây cũng si chứ. Anh cái đấy là cây da Nhật chứ không phải cái si. Đây cũng si nhỉ. Đấy, đấy trồng đất Nhật đàng hoàng. Cái này thì bao tiền đấy? 8 triệu, trồng đẹp luôn. Lại đọc lại số của ông xã nghe nhỉ. Ai thích thì alo. 0973 73 1083. Đấy, 400 là em bán. Đấy, có cả ná luôn, đẹp. Đây có cái rễ lão xuống đẹp. Hy vọng là giao dịch được cái phải đấy. Ok, xin cảm ơn. Chắc là bác sẽ múc mình thích cái cây khế, cái con cái chua. À, ông Hưởng đâu rồi? Ông Hưởng đi đâu rồi? Ông Hưởng đâu rồi bảo vệ? Ôi, đây à? Áo đẹp thế. Thanh niên năm nay 36 tuổi. Đấy. Cái này bao nhiêu đấy ông? 90 triệu. 90 triệu nha. 90 triệu. Xanh Nam Điền. Xanh Nam Điền. Ba thân. Nguyên bản luôn. Nguyên bản. Gọi là không có đấu thầu. Hoàn thiện. Già đanh. Già đanh. Mời già đẹp. Nghệ nhân độc số. Vâng ạ. 037. 957. 1963. 1963. Vâng ạ. Đấy. Cây xanh đang ngồi trên chiếc xe SH. Đúng rồi. Limousine. Limousine gì nhỉ? Cửa sổ trời. Đẹp quá. Rất đẹp. Giá 60 rồi. Giá 60 rồi. Giá 60 triệu. Chưa tới. Hàng này là hàng biệt phủ đấy. Vâng. Hàng biệt phủ đấy. Bóng dáng đẹp chỉ có chơi thôi. Vua chúa quan chức. Đây là thể hiện bản lĩnh như của người nhiều tiền. Vâng, đấy. Đẹp ạ. Cứ thế chơi thôi. Rồi rồi, đấy. Hãy liên hệ ông Hưởng nhé. Vâng. Khu vực đồ đạc giao kéo. Đồ đạc giao kéo, đồ Nhật cũ. Đông người thế, các thể loại rồi. Mê lắm, ra chỗ này mê lắm, nhưng mà món này tốt. Đông chưa này, các cụ đi sắm đồ. Đấy, đồ đạc chuyên nghiệp chơi là sướng các bạn. Hoa lá cành này, Tết đến nơi rồi. Hải đường này chút. À, lắm rồi, mini hay nhỉ. Nhiều mini thế. Hồng Ngọc Mai này. Muội hồng này, muội hồng này. Đẹp chưa này. Cây bên này là cây của ai đây? Mạnh. À Mạnh à. Tầm 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi một cây đổ lại. Đúng không? Đúng rồi. À, ok. Còn chủ thì đang đi mua sắm thêm muội hồng đây. À, là mun đấy nhỉ? Mun này. Đẹp đấy, cây này đẹp. Của Mạnh bonsai. Đồ siêu mini chậu đẹp. Cái này thì có quay gần rồi. Đấy, đây. Đây để bàn trà đẹp quá. Mỗi tội để thấp quá. Thấp quá. Kê lên ghế đồn mới nổ. Đây là hùng kêu rồi. Đây cũng hùng kêu luôn. Hàng chăn nuôi sau nó sẽ rất là đẹp, nhưng mà vấn đề ai nuôi bây giờ. Đấy, cũng kiểu hôm phiên trước có quay đấy.
Suối kinh nhỉ. Ngọn lại lấy dễ luôn. Cái dòng suối nó rất hay ở chỗ đấy. Cứ lấy dễ làm thân, lấy thân làm dễ được. Đây có ông nhạn cần thăng. Thi thoảng mới mang đi thôi. Thi thoảng mới mang đi. Hôm qua nghệ nhân không báo giá cái. Đây à? Cái mới này đúng không anh? Đây cái mới này. Bao tiền cái này đây? Cái này 16. 16 đấy, anh ơi, về tư duy đây. Ghép bỏ thật. Con này em ghép thì đừng bỏ. Có em bỏ này, em bỏ hai cái đường. Người ta đừng kêu mặt đấy. Bỏ lại đây, bỏ lại. Bỏ sâu vào trong luôn. Giao lưu này. Đi đại. Có được giá lên được. Con này là xanh gì nhỉ? Quê. Xanh quê. Quê. Sạch sẽ. Và làm kênh gì đấy? N2T bonsai. N2T à? Vâng. Sạch sẽ. Bao nhiêu người theo dõi đăng ký được? Đâu đấy chắc mấy chục nghìn cả nhớ. Thế cần báo ông sinh à? Dạ. Cần báo ông sinh à? Em không để ý đâu. Không để ý mấy cái đấy đâu. Đấy, sạch sẽ, không đẹp hết rồi. Có thổi sinh quê thì răm riết nó hơi mảnh. Răm hơi khưa đúng không? Cái chậu này hay thế. Kê bao tiền đây? Tương lai là... Chưa biết. Lực ơi, cây của ai nhỉ? Ta hỏi giá này. Cây của ông Hưởng. À, ông Hưởng à? Kia. Đang ngồi cắn hạt dưa kia. Có nhiều tiền lắm. Thôi nhìn là biết rồi, bảo cái kia 90 là biết rồi. Đây là bim này này. Này tốt, úp xuống tí thì ok. Trồng một cái gì nó trồng một cây mỏng. Rồi xòe rồi, hết đến nơi rồi, xòe tiếp ngọt lắm. Phanh đĩa mà phanh gấp thì oẳng ngay. Nghệ nhân hôm nay ngồi tắm đấy. Cho xin cái thương hiệu đây cả nhá. Rồi đang giao dịch của phát. Xung ra. Quay nhiều lần mấy cái này rồi. Rồi, thôi thế được các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi nha. Tôi xin phép đi làm. Chúc các bác vui vẻ, nhiều cây đẹp.